ơi, đi đâu lên xe cháu chở giùm cho. Chở giùm hả? Dạ. Công nhận. Cảm ơn chú em. Dạ. Ở xứ này ngộ quá, nhiều người nhiệt tình quá. Dạ. Ở dưới tôi không có chuyện này. Dạ. Ở đây là hãy thấy người già ra đường là đi bộ rồi tội nghiệp, là thấy chở giùm hả? Dạ, có gì đâu trời, không thấy bác quen mà. À. Bác bảy phải không? Nhà bác có nguyên hàng bông bụp bự vậy nè, con nhớ mà. Nhà tôi đâu có trồng bông bụp, ở trước tràm không à. Chết cha. À, con nhớ, bác hai. Hai nào? Bác hai tức. Có hai tức chuyên môn thiếu chó cái làng con nè, ai cũng biết hết trơn á, đúng không bác? Thôi lên xe con chở cho. Khoan, nghe coi nhỏ cháu gọi rồi chắc ai hả? Đó, hai ông cháu gọi phải không? Alo. Ờ, tao đang đi tới nè. Dạ. Vụ gì? Thì con nói gì bác, bác nhà quen mà, thôi quen không mà, thôi lên bác lên xe con chở cho đi, bác đi đâu? À, từ đây ra Thủ Đức. Trời ơi, từ đây đi Thủ Đức luôn hả? Ừ. Thôi bác thấy bác già cả, còn lấy 250 thôi. Hả? Gì? Từ đây ra Thủ Đức mà 250 hả? Dạ, xa lắm bác. Trời đất quỷ thần ơi, tao đi xe buýt ra nè, chỉ có 4.000 mà lên ngồi còn có máy lạnh nó khè lạnh ót. Mà mày ăn cái gì đâu mà tới 250. Hồi nãy tưởng nó chở giùm là chở đi giùm thôi, ai có về để chặt chém dữ trời. Trời ơi, 4.000 sao đủ đổ xăng? Thời buổi này đi xe còn đổ xăng hả? Trời chứ đổ bản gì đổ vậy? Ủa sao xứ này kỳ trời? Sao dưới 5 căn Ngọc Hiển Cà Mau của tôi ghe đi tắt ráng đi chẹt đi tàu thì cũng không có đổ xăng. Không đổ xăng nó đổ bằng cái gì? Nước. Nước gì? Nước mía. Ép mía ra, dắt miếng tắc, hoặc miếng chanh vô, đập cục đá bỏ vô, làm có ót là chạy tới chỗ liền. Trời ơi, nó xạo không rồi. Xe nào chạy bằng nước mía? Mày không tin mày xuống dưới. Mày đi xuống dưới, vụ 5 căn Cà Mau mày coi. Tao đâu có nói dốc đâu. Thôi chắc không ổn mà. Không ổn rồi sao? Sáng sớm chưa mở hàng gặp ông già cà chớn. Ê, mày nói ai cà chớn mày? Mày giỡn mặt hả mày? Mày nói ai cà chớn hả? Nói ai cà chớn? Mày biết tao là ai không? Đúng rồi. Mày lỡ mày nhìn bà con mày nói tao là ông bảy bụp rồi tới ông hai tức gì tùm lum. Tao không phải bảy bụp mà cũng phải hai tức. Tao nói là mày hết hồn liền. Chứ ông là ai? Tao nói tên tao là ông nội mày biết á. Tên gì? Nhìn cho kỹ nè. Ba Phi. Em nghe danh Ba Phi chưa? Ba Phi. Chưa nghe không? Chưa nghe. Vậy thì biến khỏi mắt tôi. Nếu mà gặp đồng nghiệp mà xe ôm á, nói tao mới gặp ông Ba Phi, mấy người đó sẽ biết. Thôi khỏi, ông khỏi đuổi tôi cũng biết nữa. Sáng sớm chưa mở hàng gặp ông về tôi đốt rồi. Đốt gì? Đốt nhà, không có chỗ nhà ở nha con. Đốt Phong Long chứ đốt gì? Ờ, đốt Phong Long nhớ nhảy vô 3337 gì không? Nha, coi chừng nha không? Trời đất ơi, sáng mơi mà gặp thằng gì đâu. Xe ôm mà mặt không có cảm tình, cái mặt nó chạy xề xuống, mắt thì mắt hí, miệng nói y như tắc ráng chạy đường dài. Nhà này không phải người quen đâu. Điện thoại coi giờ đi thứ tiếng nào. Alo. Mày hả? Bây giờ tao đi lên nhà mày đi bằng xe buýt ha, chứ không có đi xe khác được đâu nha. Ờ, rồi tao đang đi tới. Trời, bác ba này á, đúng lý ra thì giờ này ông phải tới rồi. Sao giờ này không thấy mặt mũi ông đâu hết trơn trời. Điện thoại cho ổng coi. Alo. Alo. Bác ba hả? Bác tới đâu rồi? Tao tới rồi. Đâu? Ở nhà mày á. Đâu sao con không thấy? Tao ở sau lưng mày nè. Trời. Bác ba tới, bác ba bắt điện thoại chi cho con tốn tiền. Mày sao mày trùm sò quá vậy mày? Thôi bác ba ngồi chơi bác ba. À. Mà sao bác lên đây trễ quá vậy? Trễ cái gì, tao đi cũng sớm lắm đó. Tao thức rồi. Nếu mà tính ra khởi hành á tao... khuya ngày hôm qua. Bác đi khuya ngày hôm qua. Ừ. Đáng lý ra là phải lên sớm mà sao giờ này bác mới tới. Lúc trước tao thích là đi xe. Còn bây giờ tao không thích đi xe nữa. Tao chuyển qua là tao đi tàu. Tao đi tàu? Ừ. Đi tàu hả? Ừ. Nếu mà đi tàu là cũng phải lên sớm chứ. Rồi đi khuya qua là giờ này là mày bình tới. Tĩnh để tao kể cái chuyến du hành của tao cho mày nghe. Ừ, tao bắt kể nghe. Nó là gì? Tao nói có gian chiếc kẹt ra tới sông Cái rồi gian ghe bầu lên tới bến xe. Dòm thấy xe đông quá không thích mới chuyển qua tàu.
gặp thằng nhỏ giống như chú mày nè, giống mày vậy nè, tao mới hỏi, ê cái bến ghe nào, cái tàu nào mà chạy lên tới Sài Gòn mà chỉ cho tôi cho qua coi. Nó chỉ đó. À, cảm ơn, xong rồi tôi te rẹt mua vé xuống tàu nằm. Có giọng ngon lắm nha. Vậy hả? Chạy được 15 phút căng thanh gió mát có ngủ mẹ. Tao hồi mở mắt ra thấy trước mặt tao khi tàu cập bến là một cái chợ. Rồi con biết chợ Bến Thành phải không? Không dám đâu. Như chợ gì? Chợ Hà Tiên. Sao đi lạc với Hà Tiên dữ hả? Bởi vậy tao te rẹt chút xíu tao thấy tao tới Mũi Nai. Trời ơi sao đi tới Mũi Nai? Hết hồn. Mới dòng ngược lại ra bến xe, lên xe đò chạy cái ào lên tới Sài Gòn. Nó mới trễ. Vậy hả? Hiểu không? Hèn chi giờ này bác mới tới đây. Nè bây giờ bác cho con hỏi nha. Bác cũng khỏe hả? Khỏe, tao trâu vật chưa chết á. Bác gái cũng khỏe hả bác? Ôi bảo khỏe dữ lắm, bây giờ tao chạy vòng vòng rồi ruộng hoài à. Còn anh Tèo cháu bác cũng khỏe hả? Tèo nào? Anh Tèo quá. Tao nhiều con Tèo lắm à. Trời anh Tèo mà kỳ đó con về quê á, con hay nhậu với ảnh đó, mắc nhá không? À, mà mày nói kỹ hơn, tao có Tèo nè. Rồi Tèo dầm sát, Tèo dầm láng nè ha. Rồi Tèo cá nước. Tèo dầm sáng á. Dầm sáng hả? Dạ. Khỏe. Khỏe không? Đây mày. Thằng Tèo bây giờ nó ngon lắm nha. Ngon hả? Hầu đó mày về mày hay rủ đi nhậu phải không? Dạ. Nó uống rượu là số vách. Cả xứ tao ai thấy nó cũng ngán về rượu mà. Nhưng mà bây giờ tao nói thiệt, cuộc đời nó lên hương dữ lắm. Trời. Bây giờ đi thì phải có người là cõng. Ăn là phải có người đút. Trời ơi, sao lúc này anh sung sướng dữ vậy? Sống cuộc đời đế dương. Trời ơi. Mà biết tại sao mà nó có một cái dấu ấn cuộc đời nó thay đổi một cách dễ sợ không? Sao vậy? Từ cái vụ mà nó uống rượu, nó lái xe, nó gây tai nạn. Rồi không biết vô bệnh viện người ta cưa cặp giò nó. Bây giờ nó đâu có đi được. Nó lết không mà. Trời ơi bác ơi. Bởi vậy đi là phải có người cõng, mà ăn là phải có người đút. Trời ơi, thì ra là gây tai nạn giao thông rồi bị cưa giò. Vậy nãy giờ con tưởng đâu sung sướng gì ai ngờ. Liệu Hồng nha, mày cũng uống rượu dữ lắm nha mày. Mày đừng có nói tao là mày uống rượu rồi mai mốt mày ra đường mày cũng giống như thằng Tèo dầm khác á nha. Con biết mà bác ba. Sao má má mày khỏe không? Má con hả? Bà bệnh rề rề hoài bác ơi. Mèn đét ơi, bệnh gì rề rề hoài mày? Má bị bệnh nhức răng. Đó già cả rồi, răng cỏ giờ hay bị nhức lắm. Già nhức răng là chuyện bình thường. Mà má con bác nhức răng mà bệnh này đặc biệt lắm bác ơi. Con nghe nói bác có mấy cái bài thuốc gia truyền đó. Không, bác chỉ cho con coi. Chỉ cho má con chị bệnh nhức răng coi. Nói thiệt bác nha, con chị bệnh nhức răng cho má con bây giờ là mấy trăm ngàn rồi đó mà cũng không hết đó. Ôi, bệnh nhức răng của má mày trị có mấy trăm ngàn mày cũng la làng. Má bị nhức răng phải không? Dạ. Mày kêu tao có bài thuốc gì trị cho chỉ cho mày để mày trị má mày phải không? Dạ. Trời, mày hỏi ngay tủ rồi. Tao nói thiệt mày nha, ở cái miệt Nam Căn Cà Mau Ngọc Hiển nè, ai nhức răng là họ phải tới tao. Vậy hả? Tao chỉ họ một phát tốn chỉ có 1.000 thôi mà hàm răng không còn nhức nữa. Trời ơi, chỉ tốn có 1.000 thôi mà hết nhức răng. Chứ sao? Bà, bác chỉ cho con đi. Để con chỉ cho má con hết bệnh. Má mày vậy à, mọc răng khôn chưa? Không biết mọc chưa mà năm nay má con 80 tuổi rồi đó. Chết cha. Nếu mà má mày 80 tuổi thì má mày đã mọc cách đây 40 mấy năm rồi. Vậy tao phải hỏi cho kỹ để tao tìm cái phương thuốc nào mà nó đàng hoàng tử tế mà trị cái bệnh sâu răng cho má của mày là một cách hiệu quả. Chà, ở dưới cái miệt Nam Căn Ngọc Hiển Cà Mau của tao á thì cái vụ mà thuốc men trị nhức răng thì nó cũng dễ. Ý, mà trường hợp này của má mày cũng dễ. Dễ. Bây giờ như vậy, ngày mai á đi chợ ra qua cái chỗ mà hàng gió đá đó. Khi mà họ hàng gió đá thì họ có cái nguyên liệu để cho nó khè được là cái cục khí đá. Mày mua 1.000 khí đá mày gói cẩn thận xong rồi đem về nhà. Mày đừng có nói cho má mày biết. Cho má mày ăn cơm đàng hoàng tử tế, no bụng xong xuôi mày đưa bả lên giường nằm. Nằm xong xuôi cái mày kêu má hả họng ra. Mày dùng kính hiển vi mày soi vô cái răng sâu của bả mày coi con sâu nó nằm chỗ nào. Cái vị trí cái lỗ răng sâu nó ở đâu. Định vị cẩn thận rồi xong xuôi mày lấy cái miếng khí đá đó, 1.000 đó, mày nhét vô cái răng. À cho nó chết như trùng không bác? Chưa, kêu má mày ngậm lại. Nước bọt của má mày sẽ lan ra. Lúc đó bong bóng nó sẽ nổi.
cái miệng của má mày xì bọt mép y như má mày bị phong xù. Ôi trời ơi. Nhưng lúc đó má mày không phải bị phong xù mà bị phong khí đá. Trời ơi. Mày chờ bóng bóng nó nổ mà cái nào có nói bự 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 ha. Mày bắt học quẹt ra mày để ngay miệng má mày, mày kêu má mày hả ra. Thì lúc đó khi má mày vừa hả ra một cái luồng khí nó hút cái luồng lửa của cái hộp quẹt mày thì nó dội ngược ra một cái y. Trời ơi. Lúc đó mày phải hợp liền. Chứ gì bác? Tại vì bao nhiêu răng của má mày nó đi theo cái luồng khí ra hết. Trời ơi. Má mày sẽ không còn cái răng nào hết. Con sâu sẽ banh xác, coi như là con sâu nó chết cảm tử luôn trong cái răng. Trời ơi, vừa má mày không còn cái nào nữa thì làm sao má mày nhứt răng? Trời ơi, nổ gì má con chết rồi. Không có chết mà mày còn tạo việc làm mới cho má mày mà không có răng. Má mày mày vô cái đội lồng tiếng phim Hồng Kông là má mày vô địch. Trời ơi. Rồi có khóc 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 má mày nói kiểu đó là lòng được nhiều dai lắm. Ôi bác ơi, bác chỉ gì đâu không à. Thôi quỷ, tao nói chơi với mày thôi. Má mày bị nhức răng thì mày trở lại nha sĩ, người ta khám, người ta trị, người ta trám, không mấy người ta nhổ. Có gì đâu mà mày cũng than phiền. Mày đừng nói mày sợ tốn tiền. Giờ mày để má mày nhức răng, bà già, bà yếu rồi, bà cũng kiệt sức rồi, lúc đó bà chết vì cái răng nhất à. Tao nói thiệt, có nhiều người chết vì răng nhất lắm rồi, cho mày biết. Ôi bác ơi, bác nói sao á, chứ con nào giờ con có nghe ai mà chết vì nhức răng đâu. Thằng này, thằng mày, mày giỡn mày. Mày ở cái miệt này làm sao mày biết ở dưới năm căn ngọc hiển của tao. Ủa, bộ có người chết vì nhức răng hả bác? Trong lịch sử có một người đã chết vì nhức răng. Trời ơi. Biết Càn Long không? Biết, biết, con biết. Càn Long chết vì nhức răng. Chết vì nhức răng? Bởi vậy, Càn Long là do bà Từ Hy nấu chè cho ăn. Từ Hy là ai? Là vợ của Càn Long. Nấu chè ăn xong rồi tối ngủ không có đánh răng. Ừ. Sâu răng nó ở trong cả tập đoàn, nó ăn banh mẹ cái hàm răng của Càn Long. Lúc đó Càn Long nhức quá, không hung được Từ Hy. Từ Hy mới ghen, nó trời ơi, ông sống với tôi mà tối ông không không tôi. Bà ghen, bà mới cho người giết chết Càn Long. Trời ơi, Càn Long chết là vì bị Từ Hy chém. Vậy hả? Ừ. Trời, bữa nay con mới biết đó nghe. Đó. Nhưng mà cái nguyên nhân chém vẫn là nhức răng, đúng không? Như vậy là ông mày biết từ mày biết Càn Long chết chỗ đâu không? Chỗ đâu bác ba? Nhức răng gò đậu nè. Gì? Gò đậu ở Thủ Đức mà. Con nhớ Càn Long là ở bên Trung Quốc bên Tàu vậy đó bác ba ơi. Càn Long Trung Quốc bên Tàu là vua Càn Long, còn tao nói thằng Càn Long nó ở Mũi Né. Mũi Né sát Vàm Sát gần cái khu ở dưới gần cửa biển á cha. Ừ đất ơi, vợ đó là con Hy. Nãy giờ bắt nói Càn Long gì đâu ở dưới Mũi Né gì hả? Trời gì mà nãy giờ Long Hy. Không vì nãy giờ con tưởng đâu vua Càn Long ở bên Trung Quốc bên Tàu không. Mày nói chuyện đánh bán không, mày làm như tao nói dốc dữ lắm. Trời ơi, tao đâu có nói dốc, tao nói là nói chung là bịa mà có cơ sở. Bởi vậy tao kêu bác là bác Bao Phi là phải. Nãy giờ nói với bác con quên. Bây giờ mời bác vô nhà uống nước với con. Đi. Thôi vô nhà. Tưởng mày bỏ tao ngồi ngoài đây luôn chứ. Đi đi bác bà. Dạ, mời bác ba vô. Mày cất đồ nào mày? Dạ, mới cất đó. Mày thờ ông bà tổ tiên vậy tao thấy là hạt của tao á. Dạ. Tốt quá. Thôi tính toán vậy được. Rồi lúc này nhà cửa cất như vậy chắc mày mừng ăn chắc lên dữ lắm hả? Trời. Nè. Bác ba. Mày mận gì nói tao nghe coi. Trời lúc này nói phải khoe với bác nghe. Lúc này con làm ăn khá giả. Làm gì khá? Nói bác nghe. Con làm chỉ có một ngày thôi. Mà con ăn một tháng. Làm ngày ăn tháng? Vậy tao biết mày làm cái gì rồi. Làm cái gì bác ba? Ăn cướp. Không phải. Không có. Không ấy là tham nhũng. Không có. Hối lộ. Không có. Móc quạt. Không có. Đào tường khoét cái giá. Thôi đi. Bác ba ơi, bác nói nghề gì không à? Chứ mày làm gì mà một ngày mà mày ăn tới mấy tháng mày? Tôi biết mày làm nghề gì không? Nghề gì? Bất động sản. Hả? Vậy là mày kinh doanh bất động sản hả? Con mua một cái, con bán một cái thôi là con ăn một tháng luôn á. Ngon lành. Mà bác chờ con chút nha. Cái gì vậy? Có điện thoại. À, các mối lái phải không? Không biết nữa. Alo. Sao? Cái vụ miếng đất hôm trước đúng không? Nhiều 3 tỷ hả? Mua cho anh. Sao? Gì? Miếng đất kế bên ngân hàng hả? Nhiêu?
9 tỷ hả? Mua cho anh luôn. Ừ. Rồi sao? Miếng đất bên kế bên trường học hả? Nhiêu? 11 tỷ hả? Mua luôn cho anh. Ừ. Còn miếng nữa anh. Miếng gì? Còn miếng chỗ này bán cũng rẻ lắm. Ở đâu? 12 tỷ à. Ở đâu? Bình Hưng Hòa. Nhiêu? Ở đâu đâu? Bình Hưng Hòa. Nhiêu? 6 tỷ à. Mua luôn. Ở Bình. Trời. Có nói vậy giọng của bác hả? Chứ ai? Trời ơi, gì mà tưởng đâu. Tao uống nước mà nước lên tao lỗ mũi ta. Bị nổ hơi nó giọng lên á. Có, con nổ bác đâu. Trời ơi, mà. Mày bất động sản đó hả? Ừ. Trời ơi, mày làm vậy rồi, tao nói thiệt mày. Đúng rồi, mày nói mở miệng rồi, mày nói mày làm ngày ăn tháng phải rồi. Mà tao nghe nói vụ của đứng rồi. Sao đất vậy? Đứng hết rồi. Có đâu bác ơi, con đang làm măng mà con đứng gì. Trời ơi, xin lỗi, điện thoại kêu. Điện thoại tao nó kêu. Nãy tao về chế đường. Trời ơi. Alo. Ủa bà hả? Tôi lên tới đầu đang nói chuyện với nó nè. Trời đất quỷ thần ơi, hết thức ăn cho cá sấu rồi hả? Đâu được rồi, bà cứ kêu sắp nhỏ lấy ghe bầu dông qua bên Úc đi. Tới ngay chỗ cái cảng Đắc Quyên á. Rồi điện thoại cho ông William rồi ông lừa chừng ngàn con căng cu ru xuống rồi tới mình chở về cho cá sấu ăn. Mà đợt này nói với ông William á là lựa căng cu ru mà cái loại mà tơ đi nha. Hôm trước đưa mấy con già xương cứng cá sấu ăn mẻ răng. Trời, chiều tôi ra tôi ngắm nó cười với tôi thấy răng xấu quá. Không vậy nha không? Cúp đi, có gì điện sao, đang nói chuyện với sắp nhỏ mà thiệt bà thiệt. Cứ đi đi. Tiền bạc tính sao, không có gối đầu trả thẳng luôn. Vậy đó, cúp. Trời, lúc này bắt nuôi cá sấu nữa hả? Bắt nuôi nhiều không? Tao nuôi chừng ngàn con à. Trời ơi, cá sấu mà nuôi 1000 con. Trời ơi, bắt nuôi nhiều dữ quá. Cái sấu mà mày thấy á, là sấu thường. Còn tao nuôi con sấu này á, nó sấu xa. Cá sấu mà cá sấu xa hả? Nào giờ con mới nghe nha. Ê, điện thoại nữa. Trời ơi, cái gì nữa đây, chắc bả nữa rồi đó. Alo. Trời đất quỷ thần ơi, sao bà chăn chi vậy? Bà sao bà không rào lại? Tôi đã nói với bà rồi, hôm trước lưới bà B40 mà rào cái chuồng sấu của mình lại. Lưới thì sấu răng nó bén lắm, nó cắn đứt hết. Bây giờ vậy nè, bà mua xác máy bay rớt á không, bà kêu tụi nó câu lại rồi nó chặn vòng mấy cái chiếc Boeing 477 rồi Airbus 7363 rồi đó, lỗi mà rớt mà người ta xài không được nữa đó. Thì cứ lấy cái xác máy bay chặn lại làm hàng rào để cho sấu ở trọng. Rồi tối mưa nó chui vô trong lòng máy bay nó ngủ. Rồi nó đẻ con, nó ấp con trong cung mau nở. Bà để làm sao mà hai con sấu tơ của tôi sẫm chuồng ra ngoài sông kẹt phà. Rồi cái chân vịt của tàu lặn chặt nó đứt nó chết. Bà biết một con sấu của tôi bao nhiêu tiền mà ngăn vậy. Giờ tôi không có nói nhiều nữa, không bây giờ bà vớt hai con sấu ra đi. Thấy không, kêu ghe tâm bản vớt ra đi. Rồi thịt nó bà bầm nhuyễn ra cho Phượng Hoàng ăn. Còn da của nó phơi khô rồi hấp tiệt trùng rồi gì à, mai cho tôi hai cái quần xà lõn tối tôi mặc ngủ coi. Trời, Cúp à, bực mình thiệt hại quá nặng. Bác ba, bác chơi sang quá, da cá sấu mà bác mai quần tà lõn mặc. Thì có vài bộ rồi. Trời, còn thịt rồi bác cho Phụng Hoàng ăn. Ủa, bác có nuôi Phụng Hoàng nữa hả? Có sao không có. Trời, nào giờ thấy con Phụng Hoàng chưa? Chưa, con chưa thấy Phụng Hoàng. Chắc mày thấy trên hình vẽ không ha? Dạ. Hình vẽ là họ tưởng tượng, còn cái này con thiệt. Con thiệt. Con Phụng Hoàng nhìn nó đẹp lắm. Vậy bữa nào con về dưới bắt. Mày thấy cái mặt đà điểu không? Con đà điểu. Cái mặt đà điểu không? Biết. Con Phụng Hoàng cái mặt nó y như đà điểu. Vậy hả? Cái cổ của nó biết giống con gì không? Con gì? Giống con le le. Cái mình nó giống heo rừng, cái đuôi nó là y như là con công mà cái chân nó y như đó. Trời, sao cái con gì mà dòm nó quái vậy bác? Quái rồi, quái đẹp lắm. Mà ta nói nuôi vài bữa tao bỏ giờ. Sao vậy? Phượng Hoàng nuôi lỗ. Sao lỗ? Cho ăn thì tốn tiền, mà mỗi lần nó đẻ trứng nó ấp tới 3 năm mới nở. Mà mỗi lần nở ra bán con không có nhiêu tiền, thấy không có lời nên ghét bỏ. Bác bán con nhiêu mà không có tiền? 4 mấy tỷ á. Trời, con 4 mấy tỷ mà bác chê không có lời hả? Mày biết cho ăn cái gì không mà giỡn mày? Bác cho ăn cái gì? Tao phải qua bên Indonesia, tao ngập cái con rồng Komodo về tao cho nó ăn đó.
Bây giờ không có đồng Comendo cho nó ăn, tao phải bầm thịt cá sấu cho nó ăn đó. Mày biết một con Comendo bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền đó? Có 16, 17 tỷ đó. Mà chở về nhân công này kia biết bao nhiêu người. Tốn tiền dữ lắm. Mày làm ăn tao nói thiệt mày dở quá. Đây nè, mày kinh doanh bất động sản, mày bằng bác gái mày không? Bác gái làm gì? Bà làm ăn nhiều cái còn dữ dội. Hiện bây giờ bà đang nuôi Thủy Kiển. Ủa Thủy Kiển là gì bác? Cá là hán á. Cá là hán? Ủa cá này là nuôi tiền không nghe bác. Biết. Chỉ cần cái đầu nó nổi u cục cục lên thôi, cái lưng nó nổi chữ thôi là bắt tiền không á. Hèn chi hôm nay con cá nó nổi chữ lên, họ rần rần, họ tới họ mua, họ trả cả tỷ mà tao không bán, tao tính xẻ khô tan á. Xong không bán? Bởi vì nó nổi cái chữ này kỳ lắm. Trời có gì đâu kỳ, bây giờ bác thấy kỳ phải không? Bác đưa con bán đi, con bán giùm bác. Bán được con chia tiền với bác. Mày dám chia hả? Dám. Tao sợ mày bán không được quá. Sao không được? Tại vì họ mua con cá này, họ đem về họ nuôi mà nó hiện cái hàng chữ trên cái lưng của nó, trên cái mình của nó, thì họ mà ăn có được. Sao mà ăn không được? Bác nói cái chuyện đó, bây giờ nó hiện chữ gì? Nuôi là mà. Đó là một mé nha, còn cái mé bên kia là gì biết không? Chữ gì? Bóc ấy mà ăn. Trời ơi, còn ba chấm mà còn có cấp chấm than. Trời ơi, sao con cá nổi chữ ác ôi bác. Con cá này nó kỳ, nó không biết bay trúng con cá gì mà nó nổi. Nó con cá này chắc má nó nhiều chuyện lắm nè. Nó nổi một hai chữ thôi, nó nổi một hàng. Trời ơi thôi bác ơi. Còn mày nói cục gu làm sao? Cục gu cái đầu nè, cái đầu nó nổi cái cục gu lên nè. Của con là cục gu của ba lớn thôi, mà cái cùm tay nè là mấy triệu rồi đó. Vậy hả? Trời ơi, con cá của tao có cục vuông nó bự lắm, cái nón cối này mà đậu lên còn không vừa đó. Trời ơi, nhưng mà giờ lỡ vậy đâu có dám. Mày nói nổi gu lên là bán mấy triệu hả? Ừ, rẻ. Sao rẻ? Xuống tao có người nổi gu lên mà tới mấy trăm triệu á. Ai nổi cục vuông lên mấy trăm triệu dữ quá. Bà Tám nè, bà nổi cục vuông ngay đầu bà nhức, bà chạy lên bệnh viện ung thư, nó khám nó xạ trị bà, hôm nay bà uống thuốc xạ trị còn 100+ triệu. Trời ơi, bác ơi. Trời ơi, ta đang nói cái cục u của con cá là hán, tự nhiên bác nói cục u của bà Tám là cục u ung thư mà. À, thì bà không phải là cá là hán mà hôm nay bà la làng rồi đó. Vậy đó. Trời ơi. Thôi giờ tao nói cho mày nghe, mày làm ăn vậy là thua rồi. Bác gái của mày tao không phải tao khoe với mày, bữa nay tao lên đây là tao nổ mày, tao dắt mày, nhờ mày dắt đi công chuyện thôi. Ừ. Bởi vì tao mở một cái khu du lịch sinh thái. Ở dưới bác mở khu du lịch sinh thái 8.000 hecta. Trời ơi, cái này ngon nghe bác. Còn nghe nói bây giờ ở dưới miền Tây đó, người ta mở khu du lịch sinh thái đó, là đưa du khách đi đó, là dạo chơi trên sông luôn, rồi ăn nhậu trên ghe xuồng luôn. Ôi trời ơi, cái chuyện mà mở khu du lịch sinh thái mà đi ăn nhậu rồi tổ chức trên ghe trên xuồng xưa rồi Diễm. Khu du lịch sinh thái của Ba Phi là không cần có ghe có xuồng. Trời ơi, không cần ghe xuồng rồi lấy gì đi. Biết tao chở khách bằng gì không? Bằng gì? Rùa. Bằng rùa? Đúng. Rùa của chú ba lớn mà, rồi chở khách đi. Rùa tao mà con mà nhi đồng cỡ bằng mặt bàn này nè. Trời ơi, con nhi đồng cỡ bằng mặt bàn này. Cái con mà thiếu niên nó cỡ bằng cái trẻ á. Trời ơi. Cái con mà lão rồi đó nha, cỡ bằng cái phà đó. Trời. Tao tùy theo khách mà tao cho khách tiếp cận. Ừ. Ví dụ như họ đi kiểu tình yêu, tình nhân, 4 người, 2 người. Ừ. Xuống con nhi đồng. Ừ. Xuống ngồi lưng con nhi đồng. Ừ. Bài tiệc ra nhậu trên đó. Hung hít trên rừng con rùa được luôn. Được luôn. Nhưng mà không có mần bậy à, mần bậy nó hết xuống sông à. Vậy hả? Ờ, con rùa nó biết gì hả? Rùa nó kỹ lắm chú bộ. Dạy nó thì dạy bậy không có được. Ừ. Khu du lịch sinh thái đàng hoàng tử tế. Còn nếu mà đi cái dạng mà 12 chỗ ngồi hoặc 24 chỗ ngồi là lên rùa thiếu niên là cỡ kêu một cái chẹt à. Cái chẹt. Ờ, cái chẹt á. 10+ 20 người chúng đó. Còn mà khách du lịch mà đi xe mà xe đò chừng 60-70 chỗ là xuống phà. À. Ăn nhậu phủ phê an toàn, không có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần á nha, tới mùa du lịch khách mà nó đổ về khu du lịch sinh thái của Ba Phi, trời đất cơ, mày ra xong mày thấy rùa của tao lên khên. Ủa bác ơi, bác nói vậy rồi rùa nó lội lên khên gì rồi lỡ rồi chìm rồi sao bác? Sao chìm được? Trời đất cơ, tao có kế hoạch hết chứ bộ. Rùa của tao là tao dạy. Ừ. Đón khách, tiếp khách và đưa khách. Thấy không? Ừ. Nếu có sự cố gì xảy ra đó thì trên con rùa, hai bên cái mang của nó với cái be của nó dưới cái mai đó đó,
là một hệ thống bập dừa nước tự động nó bung ra. Khách chỉ cần bám bập dừa nước mà lậu vô. Ai biết lậu thì bung bập dừa nước lậu vô. Còn ai không biết lậu cà hớp thì ở trên con Phượng Hoàng á, nó bay ở trên, thì trên lưng con Phượng Hoàng nó có một con khỉ, nó cầm một cái chài bự cũng cỡ bằng cái bùng binh Thủ Đức quận 9 á, nó bung cái xeo xuống là dính hết mấy người, là nó hốt con cầu vô bờ, bảo đảm an toàn. Còn hải lội mà chìm xuống dưới là gặp cá rô với cá trê, nó lượn rồi nó nâng người cái nó đưa vô bờ. Trời ơi, vậy hả bác? Tao dạy thú của tao ngon lắm. Xong ngồi chằng chịt mà tao không bắt một cái cầu. Chà, bác nói lịch sinh thái tao không có cầu. Bác nói sao chứ, về xong ngồi chằng chịt không có cầu thì sao người ta đi? Xong mà nhỏ thì là rùa nó làm mai nó bắt cầu cho khách qua. Thấy không? Còn xong mà bự là tao chỉ cần thiết kế những cái cây nó có cái dòm trong dương dày thôi, là tao cho khỉ làm cầu cho khách đi qua. Cho khỉ làm cầu? Ừ. Rồi lỡ khỉ nó vuột tay khách té rồi sao? Trời ơi, khỉ sao vuột tay? Nó nắm tay vậy thì làm cầu đi qua là có thể vuột. Còn mỗi con khỉ của tao á thì nó cõng trên lưng một người khách. Nó đu từ cành này qua cành kia, qua tới bên bờ bên kia, làm sao mà vuột được. Thôi bác ơi, bác nói sao bây giờ ôm đu con khỉ đi. Rồi lỡ người ta vuột tay người ta té thì sao? Cái thằng này nó ngu á. Mày mà ôm con khỉ á, mày ôm trên lưng nó đó, thì mày vuột tay nó chụp cũng được. Tại vì vuột con cái này nó cũng niễn theo thì sao nó chụp. Đúng rồi. Thì mày đừng có ôm trên lưng nó, mày luồn ở dưới bụng nó mày ôm ngược lên. Lúc đó nó tưởng mày là con nó, hiểu không? Nó chiên, may mà rớt, nó tưởng con nó rớt xuống, nó chụp. Mày có biết cái tích ngày xưa bên Tàu vụ một con khỉ không? Biết. Những cái chuyện mà con khỉ mà thợ săn đi vô rừng gặp khỉ, bắn chết con khỉ mẹ. Mà con khỉ mẹ nó vẫn ôm con vô lòng, nó cho con nó bú tới lúc tắt thở. Thì lúc đó tao dạy cho con khỉ của tao coi khách du lịch của tao giống như con. Phải ôm khách. Trời ơi, khách mà có tuột khỏi tay mình phải cứu liền. Bị khỉ của tao là khỉ giống bự con đó. Vậy hả? Giống lai. Lai gì bác? Nó là giả nhân mà lai tặc răng. Trời ơi, khỉ mà lai tặc răng. Một cái bụng của nó, cái lường của nó có thể ôm được 4 người. Cỡ như mày. Trời ơi, nó nắm, nó xách cái bật rồi qua bên kia. Vậy hả bác? Mình kinh doanh thì mình phải có ý tưởng tạo mà. Khách du lịch tới cũng phải có ca múa nhạc rồi này kia, rồi biểu diễn cho bà con coi chứ. Rồi, bác hỏi ngay con là hỏi cái đúng người rồi đó. Tại sao? Ông có kiếm ca sĩ phải không? Con nè. Ủa mày là ca sĩ hả? Con hát được. Mày hát được? Con hát được. Đâu bác mà? Hỏi kêu ca sĩ là hết. Con nè, con xuống hát cho bác nghe. Đâu mày thử coi. Bây giờ con hát giọng cổ bác nghe nha. Mày hát đi, mày cất tiếng hát lên rồi tao sẽ quyết định mày làm gì liền. Con hát nghe. Ghé chiều Cà Mau đã cắm sào trên dòng kinh ngã bay. Thôi được rồi, bao nhiêu đó đủ rồi. Được bao quá. Nhiêu đó là tao quyết định mày vô cái khâu nào trong khu du lịch sinh thái của bác Ba Phi rồi. Hay không, bác nghe con hát mà. Với cái giọng hát truyền cảm pha chút xíu giấm của mày, tao quyết định nhận mày vô cái chân. Chân gì? Thú tao mà có đi lạc, mày chỉ cần hát để kêu nó về. Trời. Như vậy là tiêu tan cái nghề ca sĩ của con rồi.